Xuân Hiền và Ngọc Như. Rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin 365 ngày chuyển động. Mời bà con và quý khán giả điểm nhanh thông tin sau đây trước khi tìm hiểu chi tiết nội dung chính. 500 tấn mãng cầu xiên Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang được công ty bao tiêu. Đây là năm thứ hai bà con chủ động hợp tác tìm đầu ra. Làng mai Phước Định, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị hàng chục ngàn cây mai sẵn sàng cho thị trường Tết. Ngắm lan rừng và nghe chia sẻ kỹ thuật cây lan của chàng trai trẻ ở Đắk Nông, người sở hữu giống lan quý hiện nay ở đất Tây Nguyên. Thay đổi tư duy thoát nghèo, nông dân Lâm Đồng càng khẳng định giá trị và sức sống của nông sản bản địa. Thưa bà con và quý khán giả, mãng cầu xiêm trên đất phèn mặn đang phát triển tươi tốt và mang lại nguồn thu nhập cho người dân ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Và từ khi chuyển đổi trồng cây mãng cầu xiêm hay còn gọi là mãng cầu gai, dù giá cả có trồi sụp theo thị trường cung cầu, nhưng mà nhà vườn ở đây luôn yên tâm bởi vì được công ty bao tiêu sản phẩm. Năm nay là năm thứ hai liên tiếp, những trái mãng cầu xiêm đạt chất lượng của hợp tác xã mãng cầu xiêm Hòa Mỹ bán cho công ty Tiến Thịnh với giá cao. Ngày 26 tháng 11 vừa qua, hợp tác xã mãng cầu xiêm Hòa Mỹ chính thức ký kết hợp đồng bao tiêu với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến nông sản Tiến Thịnh. Theo đó, hợp đồng ký kết năm nay, phía công ty sẽ bao tiêu 500 tấn mãng cầu xiêm, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, giao trong thời gian 7 tháng, từ ngày 22 tháng 11 năm 2018 đến ngày 22 tháng 6 năm 2019. Theo ông La Văn Nhiều, phó giám đốc hợp tác xã mãng cầu xiêm Hòa Mỹ, so với giá thị trường hiện nay thì bán cho công ty giá cao hơn từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký, nên các xã viên rất phấn khởi. Hợp tác xã mãng cầu xiêm Hòa Mỹ hiện có 78 thành viên, với 69 hectare trồng mãng cầu xiêm, ước sản lượng vụ này trên 1.000 tấn. Toàn bộ được sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Bưởi da xanh cũng được biết đến là đặc sản của miền Tây, nhưng do đặc tính không kén đất cho nên đã bén duyên ở nhiều vùng khác, trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Theo người dân thì chỉ vài sào đất trồng bưởi da xanh là cũng có thể thoát nghèo được dễ dàng. Vậy là coi như kỹ thuật trồng của nhà vườn cũng khá là rành rọt mới có thể là cho năng suất cũng như là giá bán cao như anh Xuân Hiền vừa thông tin đúng không? Dạ, đúng như chị Ngọc Như nói. Ví dụ như là chỉ với 5 sào trồng giống bưởi da xanh ruột đỏ, hộ gia đình của ông Nguyễn Duy Thanh ở thôn Tân Tiến, xã đảo Rồ San, huyện Đam Rông đã vươn lên thoát nghèo, từng bước có tích lũy. Ông không chỉ học hỏi kỹ thuật mà còn quyết tâm không chạy theo phong trào trồng chặt, chặt trồng, gắn bó với cây bưởi. Thực tế đã có chứng minh làm bưởi là một loại cây trồng mới, đột phá làm kinh tế. Thông tin do phóng viên gửi về. Sau khi được biết thông tin về mô hình trồng bưởi da xanh ở các tỉnh miền Tây cho hiệu quả kinh tế rất cao, ông lặn lội đi học hỏi kinh nghiệm rồi mua cây giống về trồng. Lúc đầu ông chỉ trồng thử vài chục cây bưởi, xen với vườn cà phê. Chỉ sau 3 năm, những gốc bưởi này đồng loạt cho trái bói. Mỗi cây trung bình đậu được gần 20 trái. Thu về trên dưới 50 triệu đồng. Trên đà phát triển, nhà nông này mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích vườn cà phê sang trồng bưởi da xanh. Với giá bán được thương lái thu mua tận vườn ổn định 40.000 đồng một ký, mỗi năm gia đình anh thu về trên dưới 350 triệu đồng. Nếu so sánh với cà phê, năm sào bưởi da xanh vào giai đoạn thu hoạch có thể cho thu nhập tương đương 1 hecta cà phê. Được biết hiện nay đã Rồ San là xã đi đầu tại Đam Rông trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng cây ăn trái chất lượng cao, hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Không khí chuẩn bị mai Tết của các nhà vườn mai lớn ở miền Tây đã báo hiệu cho mùa xuân sắp đến với chúng ta rồi đó anh Xuân Hiền. Dân, hoa mai của miền Nam, hoa đào của miền Bắc, đó là những hình ảnh tượng trưng cho Tết cổ truyền rất là quen thuộc của dân tộc. Vì nhu cầu chơi mai kiểng đa dạng và nhiều, vì vậy mà hễ ai có tay nghề đều muốn chăm sóc một cây mai vàng như thế này. Có thể là để chơi hoặc là bán kiểng nếu mà có số lượng nhiều. Mô hình trồng mai trở thành nghề làm giàu. Ông Lê Văn Tý, trưởng ban làng nghề mai vàng Phước Định, rất là nổi tiếng ở xã Bình Hòa Phước, Long Hồ, Vĩnh Long, cho biết hiện nay thì mai vàng ngày càng có giá, đời sống của các hộ làng mai cũng nhờ đó mà ngày càng nâng cao. Làng mai hiện có 157 hộ, tăng 6 hộ so với năm 2017, với khoảng 50.000 cây mai lớn nhỏ, trong đó có khoảng 600 cây mai đại, 19.000 cây mai trung, còn lại là mai tiểu. Trong đó, các hộ đã vô chậu khoảng hơn 20.000 cây sẵn sàng cho thị trường Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Các hộ nơi đây sẽ mang mai kiểng ra các chợ miền Tây, miền Đông, bán mỗi dịp Tết.
Lâm Đồng là nơi trồng đa dạng các giống hoa nhập ngoại qua các cành như là lan, điệp, hồng, tulip, vân vân. Và toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 8.700 hectare sản xuất hoa, trong đó có hơn 3.600 diện tích trồng hoa ứng dụng công nghệ cao. Riêng diện tích canh tác trong nhà kính thì 2.000 hectare, có 50 hectare nhà kính nhập khẩu có giá trị trên 20 tỷ đồng một hectare. Đầu tư hoa công nghệ cao như vậy cho nên là hoa Đà Lạt Lâm Đồng ngày càng chất lượng, tiêu thụ cũng có giá hơn, cho nên là giúp cho nhà vườn sinh lời nhiều từ cái kỹ thuật tiên tiến đang áp dụng. Sản xuất hoa ứng dụng công nghệ tưới tự động trên 3 hectare tưới tự động nhỏ giọt, gần 44 hectare ứng dụng công nghệ IoT điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng trong canh tác hoa, 15 hectare canh tác hoa sử dụng nhện bắt mồi. Với việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại vào sản xuất đã nâng cao sản lượng hoa Lâm Đồng lên trên 3 tỷ triệu cành mỗi năm. Trong đó thì thành phố Đà Lạt là địa phương sản xuất hoa chủ lực, chiếm khoảng 64% diện tích và 66% sản lượng toàn tỉnh. Với vẻ đẹp độc đáo cùng sức sống kiên cường mà đã từ lâu lan truyền được rất nhiều người ưa chuộng, coi việc trồng và chăm sóc loài hoa này như một đam mê. Và với niềm đam mê lan rừng, anh Trần Sĩ Ngọc ở tổ dân phố 1, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã dày công sưu tầm nhân giống được nhiều loại lan rừng quý hiếm, cho ra những nhành hoa khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Và tôi cũng rất là mê lan bởi vì cái vẻ đẹp và tinh khôi mà rất là kiêu kỳ, rồi lại có nhiều chủng loại để chúng ta có thể thưởng lãm và lựa chọn. Nhưng mà cái kỹ thuật trồng lan mới là cái điều đáng nói. Không phải ai cũng có thể làm được như anh Trần Sĩ Ngọc để mà có được cái vườn lan quý như thế. Bây giờ thì mời bà con và quý khán giả cùng chúng tôi ngắm nhìn, chiêm ngưỡng cũng như là học hỏi cái kỹ thuật từ vườn lan rừng này của anh. Theo chia sẻ của anh Trần Sĩ Ngọc, do cơ duyên nên anh bắt đầu đam mê và sưu tầm giống lan rừng. Để có được vườn lan với nhiều loại nở qua đúng thời điểm, ngoài việc phải mất thời gian dài tìm kiếm giống, người trồng lan cũng phải nghiên cứu đặc tính của từng loài lan. Việc chăm sóc vì thế cũng cần sự tỉ mỉ, khi không chỉ chăm bón tốt mà còn phải bảo đảm nhiều tiêu chuẩn cho cây sinh trưởng. Chăm sóc lan thì thực tế ra thì khó với những người khó, còn như bản thân tôi thì thấy nó cũng bình thường. Tức là cũng chỉ có tưới nước đều và bón một ít phân. Sau hơn 5 năm sưu tầm và miệt mài, nhân giống, đến nay anh Trần Sĩ Ngọc đang sở hữu hàng trăm giò lan rừng với nhiều loại. Những giò lan đủ chủng loại được phân chia theo từng khu vực thực sự đã tạo ra cả một gia tài về mặt tinh thần, giúp chủ sở hữu thỏa mãn đam mê. Cùng với chăm sóc phát triển vườn lan của mình, anh Sĩ cũng tham gia vào nhóm chơi lan với những người cùng sở thích. Các anh gặp nhau vào dịp cuối tuần để chia sẻ về những giống lan mới, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc để có những giò lan khỏe mạnh, đẹp mắt hơn. Lan rừng thường nở hoa vào dịp cuối năm hoặc là Tết Nguyên Đán. Để có được những giò lan cho hoa đẹp chơi Tết, thì theo chia sẻ của anh Trần Sĩ Ngọc, vào thời điểm cây phân quá mầm qua cần phải hạn chế bón phân tưới nước. Cách làm này giúp cho lan rụng bớt lá, kích thích cây ra hoa và nở đúng dịp. Hiểu được đặc tính và biết cách xử lý lan ra hoa đúng vào dịp Tết nên thu nhập từ hoa lan rừng của anh Trần Sĩ Ngọc ngày càng cao hơn đó anh Sơn Hiền. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với chị Ngọc Như. Đó không còn là sự đam mê, miệt mài, chịu khó nữa mà là sự nhạy bén thị trường của nông dân. Họ không chỉ giỏi sản xuất mà biết kinh doanh sản phẩm của mình. Việc thay đổi tư duy trong canh tác, sản xuất sẽ giúp cho nông dân giàu hơn. Cuối chương trình, chúng tôi còn có phóng sự thể hiện rõ sự thay đổi này của nông dân tỉnh Lâm Đồng. Mời bà con đón xem. Và chúng tôi xin tiếp tục tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển. Mới đây tại tỉnh Bạc Liêu, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố quyết định công nhận cơ sở sản xuất tôm giống của tập đoàn Việt Úc ở ấp Dòng Nhãn, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu đạt chuẩn an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y Thế giới, gọi tắt là OIE. Và đây là cơ sở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt được tiêu chuẩn khắt khe này. Việc được công nhận cơ sở đạt chuẩn tôm giống này có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ tạo ra tôm Việt chất lượng hơn trong thời gian tới. Bởi tôm nuôi là đối tượng chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam. Giá trị kim ngạch mang về hàng năm rất là lớn, năm 2017 là hơn 3 tỷ 800 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đến năm 2025 đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu là 10 tỷ đô la Mỹ. Đến nay, sau 2 năm nỗ lực thực hiện, cơ sở sản xuất tôm giống của tập đoàn Việt Úc đã đáp ứng tiêu chí an toàn dịch bệnh và được Cục trưởng Cục Thú y ban hành quyết định công nhận cơ sở sản xuất tôm giống của công ty đáp ứng tiêu chí an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y Thế giới. Đây là sự kiện quan trọng, là bước ngoặt và thành công lớn không chỉ đối với tập đoàn Việt Úc mà cả cho ngành sản xuất tôm Việt Nam.
Để giúp người chăn nuôi heo an tâm đầu ra sản phẩm, Lâm Đồng đã triển khai thiết lập xây dựng được 57 nhóm chăn nuôi gáp trên 4 huyện vùng gáp với 1.093 hộ chăn nuôi gáp tập trung tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm. Tham gia vào các nhóm hội chăn nuôi gáp, người chăn nuôi sẽ được kết nối với một số kênh tiêu thụ sản phẩm đầu vào, đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi heo của tỉnh, đồng thời hướng tới xây dựng chuỗi liên kết mạng lưới cung cấp dịch vụ tiêu thụ sản phẩm thịt heo gáp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý khán giả và bà con, thay đổi tư duy trong sản xuất chính là chìa khóa để thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua thì bên cạnh sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã dần thay đổi tư duy, tập quán canh tác và mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất. Nhiều mô hình đến nay không chỉ cho cái nguồn thu nhập ổn định mà còn giúp cho bà con ở đây từng bước vươn lên thoát nghèo. Dân và điển hình những cái mô hình mà phóng viên đi tận nơi ghi nhận được sau đây sẽ giúp cho quý khán giả và bà con hiểu hơn về nỗ lực thoát nghèo của nông dân Lâm Đồng. Nhưng mà nơi nào dù còn khá khó khăn nhưng mà bà con vẫn có đầy ý chí, nghị lực để mà vươn lên. Gắn bó với mảnh đất Đờ Răng, huyện Đơn Dương từ lâu, dù rất chịu thương chịu khó, nhưng vì thiếu vốn sản xuất cũng như chưa tìm được hướng đi phù hợp, nên trước đây gia đình ông Nguyễn Phúc vẫn thuộc diện hộ nghèo. Năm 2014, thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Nguyễn Phúc đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng để đầu tư chuồng trại xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản. 4 năm gắn bó với mô hình chăn nuôi bò, đến nay tổng đàn bò của gia đình ông đã lên đến 40 con cho nguồn thu nhập ổn định trên 150 triệu đồng một năm. Còn nếu mà khó khăn thì là rất nhiều khó khăn. Đó. Mà mình thì là tạo từ từ từng bước một đi lên thôi. Chứ không phải là nếu mà mình có vốn nhiều thì nó có khác hơn. Còn bây giờ là mình vốn ít thì mình cũng tự lên đậm thôi. Cũng như gia đình ông Phúc, nhiều năm lây hoay với cuộc sống thiếu thốn, bữa đói bữa no, khiến cho gia đình chị Hương, dân tộc Thái ở xã đảo Rờ San, huyện Đam Rông gặp rất nhiều khó khăn. Sau một thời gian tìm hiểu nhiều mô hình, nhận thấy nhu cầu về nguồn rau sạch ở địa phương rất lớn, chị Hương đã mạnh dạn đầu tư nhà lưới, trồng gần 3 sào rau sạch các loại để cung ứng cho các chợ trong vùng. Đất không phụ người. Hiện nay, vườn rau sạch của gia đình chị Hương mỗi tháng cho thu nhập trên 6 triệu. Số tiền này cũng đủ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình và chăm lo cho con cái ăn học. Thì ở nhà thì làm rau vớ vẩn nên mình chăn nuôi nữa thì nó được lợi hơn. Thực tiễn cho thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. Ngoài các điều kiện khách quan như thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, bão lụt, hạn hán, sâu bệnh, ốm đau, bệnh tật xảy ra thường xuyên, thì hiện nay có một thực tế, đó là một số hộ nghèo tư duy còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước. Đặc biệt nhiều hộ thuộc diện hộ nghèo không muốn thoát nghèo vì sợ không còn được hỗ trợ. Từ những chính sách của đảng nhà nước, sự quan tâm hỗ trợ của địa phương về vốn, giống, kỹ thuật, đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang tính thực tiễn cho nông dân học tập. Chính người dân thụ hưởng trực tiếp đã thấy được hiệu quả này. Từ đó tin tưởng vào cuộc sống và lựa chọn những cây trồng, vật nuôi, mô hình phù hợp để sản xuất. Trước đây thì bà con sản xuất theo hình thức như là công nghiệp cấp, thì cái giá trị trong một đơn vị diện tích đấy là không nhiều, nhưng bây giờ bà con biết chuyển đổi, bắt đầu gọi là đổi mới tư duy lao động sản xuất. Và mặc dù thì mới là manh nha thôi, mới là gọi là cái hé lộ những cái đổi mới trong cái lao động sản xuất bà con, nhưng mà chúng tôi nghĩ nó là cái nền tảng để sau này bà con tiếp tục phát triển. Mạnh dạn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao, nhất là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để nhân rộng đến các hộ đồng bào dân tộc là một việc làm cần thiết. Quan trọng là nông dân đã dần thay đổi tư duy, nhận thức để tự mình vươn lên thoát nghèo. Bởi chính họ mới là những nhân tố làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Bà con nào muốn tìm hiểu thông tin cây con giống hay là các mô hình mà chúng tôi đã đưa tin thì có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đang hiển thị trên màn hình.